Vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử, mối quan hệ giữa hai đất nước Việt Nam, Campuchia ngày càng khăng khít, bền chặt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp bằng công sức và sự hy sinh của biết bao anh hùng liệt sĩ, của nhiều thế hệ người Việt Nam và Campuchia. Mối quan hệ tốt đẹp này đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc, là động lực, là sức mạnh để quân đội và nhân dân hai nước cùng kề vai sát cánh bên nhau, chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot, để đất nước Chùa Tháp Campuchia hồi sinh, phát triển. Cách đây 4 năm, vào ngày 21 tháng 6 năm 2017, Chủ tịch Đảng Nhân dân, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen đã tìm lại hành trình cứu nước của mình và các cộng sự tại Bình Phước, tiếp tục khẳng định tinh thần trong sáng, hữu nghị của hai quốc gia trong quá khứ. Với ý nghĩa đó, sau khi xác định được các địa điểm trong hành trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Đảng và Nhà nước Việt Nam thực hiện xây dựng cụm công trình ghi dấu hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen. Và ngày 8 tháng 5 năm 2021, tại điểm X16, xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, lễ khởi công xây dựng cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Bình Phước đã diễn ra trong niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước. Cụm công trình có quy mô 4 cụm thành phần, với những hạng mục được thực hiện mô phỏng, tái hiện lại câu chuyện lịch sử về hành trình cứu nước của đồng chí Hun Sen cách đây 44 năm tại Bình Phước. Trong đó, cụm công trình lưu niệm điểm dừng chân đầu tiên có diện tích 5 hectare, diện tích xây dựng 0,9 hectare, với hai điểm chính là cây độc lập và nơi đặt bia đá. Vào lúc 2 giờ sáng ngày 21 tháng 6 năm 1977, đồng chí Hun Sen, trung đoàn trưởng vùng 21, khu đông Campuchia và các cộng sự, sau khi vượt qua biên giới Campuchia-Việt Nam, đã dừng chân nghỉ tại khu vực này chờ trời sáng để xác định phương hướng đi gặp quân đội và nhân dân Việt Nam, với mục đích là đề nghị Việt Nam giúp xây dựng lực lượng vũ trang Campuchia nhằm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Khu vực này có một nhà chờ được xây mới thay thế nhà chờ hiện hữu, cùng với đường mòn tái tạo và những diện tích rừng tự nhiên. Điểm nhấn tại cụm công trình này là bia đá nguyên khối có hình tượng hoa sen. Đây là địa điểm đồng chí Hun Sen cùng các cộng sự cất giấu vũ khí. Sau khi vượt qua biên giới, đi vào lãnh thổ Việt Nam khoảng 6 km, đồng chí Hun Sen cùng các cộng sự một lần nữa dừng chân nghỉ và tổ chức cất giấu vũ khí mang theo để đảm bảo an toàn. Sau đó tiếp tục hành trình tìm sự giúp đỡ của Việt Nam để lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Còn tại địa điểm này, sau khi đi vào lãnh thổ Việt Nam khoảng 20 km, đồng chí Hun Sen và cộng sự đã gặp dân quân và nhân dân Việt Nam, được đưa đến ấp Hoa Lư. Tại đây, đồng chí Hun Sen và cộng sự được nhân dân xã Lộc Tấn giúp đỡ, mời cơm, thu xếp chỗ nghỉ trước khi được đưa về làm việc với lực lượng vũ trang Việt Nam. Đây là nhà văn hóa xã Lộc Thạnh, trước đây là xã Lộc Tấn. Cách đây 44 năm, đồng chí Hun Sen và các cộng sự đã gặp và trực tiếp trao đổi với lực lượng vũ trang và chính quyền xã Lộc Tấn và đề nghị phía Việt Nam giúp xây dựng lực lượng vũ trang Campuchia để lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot. Nơi đây cũng được xây dựng mới một nhà trưng bày những hình ảnh và hiện vật về hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen, cũng như mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Campuchia trong lịch sử và trong giai đoạn hiện nay. Đặc biệt, các cụm công trình lưu niệm được kết nối bằng các tuyến đường X16 và quốc lộ 13 được đầu tư khang trang, rộng lớn với tổng chiều dài hơn 23 km. Tổng mức đầu tư cụm công trình lưu niệm hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Bình Phước và các tuyến đường kết nối là gần 300 tỷ đồng. Cụm công trình ghi dấu ấn hành trình cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tại Bình Phước được hoàn thành trong niềm phấn khởi của nhân dân hai nước Việt Nam, Campuchia, được khánh thành đúng vào ngày kỷ niệm 44 năm ngày Thủ tướng Campuchia Hun Sen thực hiện hành trình cứu nước tại Việt Nam. Và cũng là chừng ấy năm, Việt Nam nỗ lực giúp Campuchia xây dựng lực lượng vũ trang, lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot với tinh thần quốc tế trong sáng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước rất vinh dự, tự hào khi Bình Phước là nơi ghi dấu ấn hành trình cứu nước của Thủ tướng Hun Sen tại Việt Nam. Tự hào khi được nhận nhiệm vụ hoàn thành cụm công trình lưu niệm, góp phần gìn giữ, tiếp nối truyền thống lịch sử, mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam-Campuchia, tiếp tục xây dựng biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.